Để ăn miếng rau câu dừa trái cây Quỳnh mới làm nè, rồi Quỳnh kể chuyện kinh dị cho nghe nha. Và câu chuyện của chúng ta hôm nay có tên Duyên Âm, được gửi bởi bạn Khánh An. Từ nhỏ đến lớn thì An ngủ với bà nội, nhưng mà khi lên lớp 11 bà nội mất thì An ngủ một mình. Kể từ khi ngủ một mình thì đêm nào An cũng nghe tiếng gọi tên mình và gọi rất là rõ, chỉ có một tiếng duy nhất thôi. Mỗi lần như vậy là An giật mình tỉnh dậy nhưng mà không còn nghe tiếng gì nữa. Và ngày nào An cũng có một giấc mơ giống nhau, trong mơ thấy một chàng trai mặc áo sơ mi trắng, quần jean và không bao giờ nhìn thấy rõ mặt. Giấc mơ đó kéo dài cho đến khi An học đại học luôn, vì đã quá quen rồi cho nên An cũng không cảm thấy sợ. Càng lớn thì cái giấc mơ đó càng rõ ràng hơn. An thấy mình đi chơi nắm tay với anh đó và thể hiện thân giống như là một cặp đôi đang yêu nhau. Cũng đã hơn 20 tuổi rồi mà thấy An đó giờ không có bạn trai luôn, cho nên là ba mẹ cũng hỏi. An cũng không hiểu tại sao mà lại không có tình cảm với bất kỳ bạn trai nào mà mình đã tiếp xúc cả. Thế là mẹ An mới dắt An đi coi bói xem khi nào An có chồng. Bà thầy bói lật quẻ, sau đó khuôn mặt thể hiện sự nghiêm trọng và hỏi An: con có hay tắm đêm không? Thì An bảo có. Con có làm rơi vật gì xuống sông không? An nhớ lại hồi đó học lớp 11 thì có về quê một đứa bạn trong lớp để chơi. Nhà của nó khi đó không có máy giặt thì thường đem đồ ra sông để giặt. An có giặt đồ của mình ở dưới sông và lỡ làm trôi cái quần lót. Bà thầy bói mới nói: con đã bị một con nam khoảng 20 tuổi theo rồi đó. Bây giờ phải cắt đứt cái duyên âm này đi, nếu không nó sẽ để lại hậu quả lắm, vì bây giờ con vẫn chưa có tình cảm sâu đậm với nó. Sau đó bà thầy bói chỉ cho làm lễ cúng và đưa cho An hai cái gương đặt ở đầu giường và cuối giường và ngửa lên trời và không được soi. Bà nói sau một tuần thì hãy đem cái gương đó vứt ở dòng sông nào đó mà An không thường lui tới nữa. Trong tuần đó An ngủ cũng sợ lắm chứ, tại vì trong cái gương nó cứ phát ra tiếng động. Lúc vứt gương xuống sông thì An thấy có bóng đen ở trong gương chìm dần xuống nước. Và từ đó giấc mơ của An kết thúc, và khi ngủ thì giữa đêm không còn nghe tiếng gọi nữa.